Buổi tối Không vẫn cần như phải review ngay. à, có chứ. Buổi Review tối đi. như có em tên gì nhỉ? Đừng đừng quay mặt là được. Em Lam ở Thanh Trì. Có em Nam ở Thanh Trì đến ủng hộ chiếc máy hút ẩm. Đấy. Nói chung là buổi tối nhưng mà em vẫn rất nhiệt tình gọi điện mấy hôm rồi hôm nay mới đến lấy được. Đấy, thì là bác nào có nhu cầu về máy hút ẩm thì em vẫn còn nhá. Đấy, điều hòa là máy giặt nồi cơm rất nhiều. 4 triệu cũng bớt rồi Hàng đẹp như thế này chú còn muốn thế nào nữa? Đấy, đấy bác nào có nhu cầu cần máy hút ẩm thì alo cho em nhá. Rồi cảm ơn em nhá. rồi Rồi, rồi chào các bác.